Xin chào các cô chú và các bác và những người xem chương trình ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Tuấn, thành viên Hội Y học Dị tính Việt Nam. Hiện tôi đang phụ trách phòng khám Nam Khoa Việt Đức và Viện Phát triển Cộng đồng Lai. Trong quá trình khám bệnh, tôi đã nhận được rất nhiều các cái câu hỏi thắc mắc về bệnh lý tại sao mà chúng ta lại phải đi tiểu đêm nhiều lần. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với cô chú và các bác về những cái nguyên nhân gây ra tiểu đêm. Hiểu được nó thì chúng ta có thể cùng nhau khắc phục được cái hậu quả của vấn đề tiểu đêm gây ra. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định được thế nào là đã mắc bệnh tiểu đêm. Như chúng ta biết, người bình thường từ khi lên giường ngủ cho đến khi sáng thức dậy để đi làm và không ngủ trở lại nữa thì thường là không đi tiểu đêm. Nếu đang ngủ mà phải dậy đi tiểu thì được gọi là đi tiểu đêm. Trong trường hợp mình đi tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến một số các cái yếu tố khác như là uống nhiều nước hoặc uống cà phê, hay là các bác nam giới ăn nhậu uống rượu, hay là mắc các bệnh tiểu đường hoặc là tăng canxi huyết, hoặc là các bác ăn một số các cái thức ăn mà có liên quan đến vấn đề về lợi tiểu thì cũng gây ra đi tiểu đêm nhiều lần. Tuy nhiên cái trường hợp này chỉ thỉnh thoảng một lần thôi. Trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái tình trạng tiểu đêm do bệnh lý tại tuyến tiền liệt. Và cái tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần gây mất ngủ được xác định đó là do cái tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần kéo dài. Cái số lần dậy đi tiểu đêm càng nhiều thì các bác cũng hiểu rằng là cái bệnh của các bác sẽ càng nặng lên. Và một cái vấn đề đặc biệt là nghiêm trọng đó là cái nguy cơ mắc các cái bệnh tai biến mạch máu não do các bác phải thức dậy vào gần đêm nửa sáng để dậy đi tiểu. Đấy là một cái vấn đề mà có thể gặp phải những tai biến rất là lớn ở những người lớn tuổi. Thưa các cô chú và các bác, cái vấn đề đi tiểu đêm thì thường có hai nguyên nhân, đó là nguyên nhân về bệnh lý hoặc là cái nguyên nhân do lão hóa. Về nguyên nhân bệnh lý thì thứ nhất là bệnh lý tại bàng quang như là bàng quang kích thích hoặc là bàng quang thần kinh gây ra những cái cơn co bóp thành bàng quang, gây ra tình trạng đi tiểu đêm nhiều và tiểu đêm nhiều lần. Thứ hai là bệnh lý tại tuyến tiền liệt như là tuyến liệt to gọi là u phổi đại lành tính tuyến liệt hoặc là ung thư tuyến liệt tuyến, hoặc là những cái trọng lượng tuyến liệt tuyến nhỏ dưới kích thước bình thường mà vẫn gây ra cái triệu chứng tiểu khó tiểu đêm thì đó là vấn đề về xơ cứng cổ bàng quang. Đó là vấn đề về bệnh lý của tuyến liệt tuyến. Bình thường bàng quang là cái cơ quan có vai trò lưu trữ nước tiểu, bình thường có khoảng 300 đến 500 ml nước tiểu. Khi đạt cái lượng nước tiểu này thì sẽ tạo lên cái áp lực kích thích lên thành bàng quang, tạo ra những cơn co bóp để tống nước tiểu ra ngoài để thực hiện một chổ đái bình thường và được hết nước tiểu ra ngoài. Nhưng ở những cái người mà có cái hội chứng bàng quang kích thích, bàng quang thần kinh hay là tổn dư nước tiểu do bệnh lý của tuyến liệt tuyến làm cho cái thành bàng quang thường xuyên có những cái cơn co bóp và có những cơn co bóp để tống nước tiểu ra ngoài, cho nên là gây ra tình trạng tiểu nhiều lần và tiểu đêm nhiều lần. Và thứ hai là cái nguyên nhân do lão hóa. Ở những cái người bình thường mỗi ngày hai quả thận thường lọc trung bình khoảng 180 lít máu một ngày và đa phần cái lượng máu đó được tái hấp thụ lại vào vòng tuần hoàn và sẽ thải ra một số các cái chất độc trong nước tiểu, mỗi ngày khoảng 2 lít nước tiểu mà thôi. Và khi chúng ta già đi thì cơ thể sẽ sản xuất ít cái hormone chống lại các cái chất bài liệu, làm cho giảm cái lượng tái hấp thu nước tiểu và gây ra cái tình trạng đi tiểu nhiều lần. Hơn nữa, cái cơ co thắt của cổ bàng quang nó sẽ yếu dần đi theo thời gian. Các bác càng lớn tuổi thì cái cơ đó càng yếu, làm cho khó khăn hơn trong cái việc giữ nước tiểu trong bàng quang, cũng là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng đi tiểu nhiều lần và tiểu đêm nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về các cái vấn đề của bệnh tuyến liệt tuyến, có những cái biểu hiện như thế nào để các bác có thể dễ dàng nhận biết được. Cái nguyên nhân gây ra bệnh tuyến liệt tuyến cho đến nay thì cũng chưa có cái nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên, theo một số các cái nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trên thế giới đã cho rằng khi về già thì cái chức năng sinh dục sẽ mất cân bằng về nội tiết tố hormone, làm giảm cái lượng testosterone và tăng cái estrogen, gây ra cái tình trạng u phế đại lành tính tuyến tiền liệt ở những người nam giới lớn tuổi, cho nên là bệnh ít khi gặp ở những người dưới 40 tuổi. Và khi các bác có cái bệnh tiền đình tuyến thì sẽ gặp phải một số các cái triệu chứng như là thứ nhất là tiểu khó. Đấy, các bác phải đứng lâu mới tiểu được, phải đặt tay lên trán này nghĩ đứng một lúc mới tiểu được, và cái dòng tiểu nó bé, trước nó vọt ra. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái dòng tiểu nó thấp, thậm chí nó ngay ở gần cái ngón chân cái của các bác. Đấy. Thứ hai là đi tiểu ngắt quãng, ngập ngừng. Khi các bác đang đi tiểu nhưng đôi khi có những lúc là dừng lại, xong một lúc sau lại đi được, do có cái phản xạ co thắt của cổ bàng quang. Đôi khi cái trường hợp sỏi bàng quang cũng có những cái triệu chứng như thế này. Và có những triệu chứng tiểu són, tiểu không hết. Nhiều các cụ đã chia sẻ với tôi rất nhiều về cái lý do này. Các cụ đã đi tiểu xong vào nằm lên giường rồi, lại có cảm giác là tiểu chưa hết, lại muốn đi ra tiểu tiếp. Vâng, thế đó chính là cái vấn đề về tiểu dắt. Tiểu dắt có nghĩa là đi tiểu nhiều lần, đi rồi xong lại muốn đi tiếp. Tuy nhiên là cái lần đi tiểu sau, mỗi lần đi tiểu đó nó không có được nhiều nước tiểu lắm, do là các bác đi tiểu nhiều lần. Cái bệnh tiền tuyến nó gây ra biểu hiện đó và nó gây ra một số các phiền toái trong cuộc sống. Tuy nhiên đằng sau đó, và nó để lại một số các biến chứng rất là nặng nề cho sức khỏe tổng thể của các bác. Vâng, thứ nhất là cái vấn đề về nhiễm trùng đường tiết niệu, do cái nước tiểu nó tồn dư trong bàng quang lâu ngày, nó sinh sôi phát triển các cái vi khuẩn gây ra viêm nhiễm bàng quang, viêm thận. Biến chứng thứ hai các bác có thể bị đó là sỏi bàng quang. Khi mà dòng đái bị tắc nghẽn, nước tiểu tồn dư thì các cái tinh thể sỏi trong nước tiểu được đào thải ra sẽ dễ lắng động, kết tụ lại, hình thành một cái viên sỏi. Đấy. Và nó lớn dần lên tại bàng quang, đó là biến chứng sỏi bàng quang. Hoặc là một cái biến chứng tổn thương bàng quang. Khi mà bàng quang liên tục bị kích thích co bóp nhiều thì cái cơ của cái bàng quang nó sẽ suy yếu dần đi. Sau này cái khả năng thực hiện một chỗ tiểu nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Và đặc biệt một cái biến chứng bí tiểu hoàn toàn, rất là vất vả cho các cụ, đặc biệt là cái thời tiết lạnh mà các cụ phải bị bí tiểu và không đi tiểu được, rất là đau tức cái vùng hạ vị và phải vào viện cấp cứu để đặt thông tiểu. Thậm chí có trường hợp không đặt được là phải mổ cấp cứu để dẫn lưu bàng quang, rất là vất vả cho các cụ. Và những cái trường hợp bị tắc nghẽn lâu ngày, nước tiểu nó ứ lại, tăng áp lực và giãn mỏng dần thận thì có thể gây suy thận. Đây là cái biến chứng mà không ai mong muốn, nhưng mà gặp rất nhiều ở một số những các bác lớn tuổi bị u tiền tuyến lâu ngày. Khi các bác đã biểu hiện các cái vấn đề về tiền tuyến thì các bác nên đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu hãy thăm khám, hỏi bệnh và làm một số các cái xét nghiệm để chẩn đoán chính xác cái mức độ bệnh của các bác để có phương án điều trị tốt nhất. Dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng như là cái hội chứng tắc nghẽn, triệu chứng lâm sàng như là tiểu khó, tia tiểu nhỏ, bí tiểu, hoặc là cái hội chứng kích thích như là tiểu dắt, tiểu són, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Tóm lại các cái triệu chứng của hội chứng kích thích thì thường là hậu quả và là thứ phát của cái hội chứng tắc nghẽn gây ra. Và khi đã được bác sĩ hỏi bệnh và sẽ làm thêm một số các xét nghiệm cần thiết. Đầu tiên và khả thi nhất là các bác có thể làm một cái xét nghiệm siêu âm tiền liệt tuyến để đo cái kích thước trọng lượng của tuyến tiền liệt. Bình thường một cái tuyến tiền liệt của nam giới trưởng thành kích thước khoảng 25 đến 30 g, và khi mà cái tiền liệt tuyến nó to khoảng 40 g, trên 40 g mà có những biểu hiện triệu chứng như là tiểu khó, tiểu dắt, tiểu đêm thì đó là bệnh lý của phi đại tiền liệt tuyến hoặc là ung thư tuyến tiền liệt. Và có những cái trường hợp trọng lượng tiền liệt tuyến dưới mức bình thường khoảng 20-25 g, nhưng mà vẫn có những cái biểu hiện tiểu khó, tiểu đêm ở những người già, đó là cái biểu hiện của bệnh xơ cứng cổ bàng quang thì các bác vẫn phải đi điều trị bình thường. Và cái xét nghiệm thứ hai đặc biệt và cực kỳ quan trọng và có thể dễ làm ở rất nhiều các cái tuyến, các cơ sở, đó là cái xét nghiệm PSA, chỉ cần lấy máu để phát hiện tầm soát ung thư sớm ở những người nam giới lớn tuổi. Một năm các bác nên làm khoảng 1 cho đến 2 lần trên một năm. Khi mà cái xét nghiệm bình thường kết quả là từ 0 cho đến 4, nhưng mà kết quả mà từ trên 10 trở lên là nghi ngờ có ung thư tuyến tiền liệt. Và khi đó thì các bác cần phải làm thêm các cái xét nghiệm cao cấp hơn như là chụp cộng hưởng từ để xem hình ảnh có hình ảnh bất thường hay không, hoặc là nội soi qua đường trực tràng để sinh thiết làm giải phẫu bệnh xem là có ung thư tiền liệt tuyến hay không. Và hoặc là các bác có thể mổ cắt u xơ tiền liệt tuyến, sau đó lấy cái mảnh cắt đó làm giải phẫu bệnh để xác định cái vấn đề về ung thư tiền liệt tuyến hay không. Vâng, đó là những cái chia sẻ hết sức là ngắn gọn, đơn giản, muốn gửi đến các cái thông tin cơ bản nhất để cho các bác có thể là tham khảo, tự biết cách phòng chống bệnh cho mình. Nếu các bác có cái điều gì chưa rõ, có thể là liên hệ các bác sĩ, chúng tôi sẽ tư vấn chia sẻ thêm cho các bác tại nhà một cách thuận tiện. Vâng, tôi xin dừng video này ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo của tôi.